Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Khỏe hơn đẹp hơn. Chuyên mục tiếp theo của chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị thêm một cái thông tin y tế cũng là phòng còn hơn tránh. Đó là về bệnh u tuyến giáp. Đây là một trong những cái bệnh mà phải nói là các chị em phụ nữ sẽ gặp nhiều hơn nam giới. Nó có nhiều lý do, một là về giới tính nè, hai là về do hormone nè, thứ ba là do cái quá trình ăn uống và làm việc của các chị em phụ nữ, nó căng thẳng hơn, nó nhiều việc hơn, các chị em phụ nữ hay suy tư hơn, cho nên dễ dẫn tới dễ cắt mắc các căn bệnh liên quan tới u tuyến giáp hơn. Tuy nhiên nói như vậy không có phải là nam giới không bị, mà là cái tỷ lệ phần trăm thì ví dụ phụ nữ 55 thì nam giới cũng, phụ nữ mà 60 thì nam giới cũng phải 40 chẳng hạn đó. Và trước khi mà chúng tôi chia sẻ những cái trường hợp mà mình biết hay cũng như một số kiến thức của bản thân giúp đưa cho quý vị tham khảo đó, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một số thông tin mà ban biên tập của chúng tôi chuẩn bị liên quan tới căn bệnh là các khối u khổng lồ chèn ép vào đường thở của bệnh nhân. Đây là một ca phẫu thuật được thực hiện tại thủ đô Hà Nội. Nam bệnh nhân được phát hiện khối u tuyến giáp cách đây 15 năm. Tuy nhiên vì là u lành tính nên ông không điều trị hay phẫu thuật. Cách đây vài ngày, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng khó thở, khàn giọng, sinh hoạt khó khăn. Bị khó thở. Tôi phải ngửa lên thì mới thở được. Chứ ngồi bình thường này không thở được. Tôi chỉ ước chừng khoảng 15-20 phút thôi. Nếu mà co trà rồi, không về kịp thì có khi tôi chết. Bởi vì tôi tắc thở, không thở được. Thế là con trai tôi về kịp thì đi cấp cứu lên đây luôn. Tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, sau khi thăm khám, các bác sĩ chỉ định bệnh nhân cần tiến hành phẫu thuật ngay, nếu không sẽ nguy hiểm. Sau ca phẫu thuật kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ, khối u đã được cắt bỏ thành công. Đến nay, sức khỏe của người bệnh ổn định. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết, do bệnh nhân đã lớn tuổi, sức khỏe kém, trong khi đó khối u đã lan rộng, nên việc gây mê cần hết sức thận trọng. Đối với những cái trường hợp này là do bệnh nhân để lại u quá to. Đấy, ví dụ như trong chuyên ngành là kích thước đường kính u nó khoảng tầm trên 3-4 cm là đã phải phẫu thuật rồi. Đấy, thì cho nên là bệnh nhân này thì u đã rơi vào tầm khoảng 8-9 phân. Đấy, cộng với cả tuyến giáp rồi. Đấy, cho nên nó lại càng gây cái chèn ép. U tuyến giáp thường là u lành tính nên phần lớn bệnh nhân sẽ chủ quan, kéo dài thời gian làm phẫu thuật. Nhiều trường hợp vì thế mà ảnh hưởng đến tính mạng. Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên kiểm tra sức khỏe định kỳ. Nếu phát hiện u tuyến giáp, cần thăm khám sớm để có hướng điều trị thích hợp. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi chúng ta vừa theo dõi một trường hợp rất là đáng tiếc khi mà bị u tuyến giáp mà để rất là lâu ngày và dẫn tới ảnh hưởng tới đường thở thì mới quyết định là đến bệnh viện để thăm khám và chữa trị. Thì trong nhà Hồng Quyên là gọi là có yếu tố di truyền về cái căn bệnh tuyến giáp này. Quyên cũng mới biết gần đây thôi, cả nhà vô tình đi khám đến tuổi tự nhiên cái chỗ này bị bệnh, chỗ kia bị bệnh, cái khám cái tự nhiên thấy ra cả nhà đều bị tuyến giáp. Thì mình mới biết, nhưng mà con gái lại bị nhẹ hơn là nam giới. Thì Quyên cũng có hỏi bác sĩ, thì bác sĩ nói là cái này là do cái nội tiết tố và cũng như là do trước đó là cái nền tảng mình sinh hoạt khoa học hợp lý tới đâu. Thì nó dẫn tới là trong gia đình Hồng Quyên lại ngược lại so với nghiên cứu khoa học là nam lại bị mạnh hơn nữ. Và cái này cũng tùy người lắm, nhưng mà đa phần đều là do như thế này nè. Thứ nhất là những người mình mà không stress là một, hormone ổn định là 2 và ăn đủ hàm lượng iốt là 3, thì những người đó nguy cơ mà bị tuyến giáp sẽ ít hơn. Nhưng mà nhà Hồng Quyên nó có một cái chất ở trong cơ thể nó khiến cho mình hấp thu iốt bị kém hơn so với người bình thường. Như người khác ăn vô là hấp thu, mình là bị cái màng nó lọc lại. Mình Phương ăn 10 muỗng muối hấp thụ được cả 10, Quyên ăn 10 muỗng muối hấp thụ được chỉ 2 thôi chẳng hạn. Hiểu. Thì mình phải tìm rất là nhiều cách để mình bổ sung. Vì vậy đó mới cái chuyện mà bổ sung và làm sao cho không bị các bệnh về liên quan đến tuyến giáp nó mới là điều quan trọng, chứ đợi tới khi chữa trị thôi thì lúc đó phải vô gặp bác sĩ. Bởi vì khi mà Quyên tìm hiểu ra mới biết là căn bệnh tuyến giáp này á, nó gây ra rất nhiều các loại u khác nhau. Đúng rồi, nó từ nhiều nguyên nhân khác nhau và điều trị nó phức tạp lắm. Dạ vâng ạ. Và thưa quý vị, cái bệnh u tuyến giáp này á, là để thông tin thêm cho quý vị, đó là một cái khối u được hình thành trong tuyến giáp và ở thể rắn hoặc là thể lỏng. Có đến 95% những cái trường hợp u tuyến giáp là u lành tính, bao gồm các dạng như là viêm tuyến giáp, u dạng tuyến giáp, u nang tuyến giáp và u bú đa nhân. Bệnh u tuyến giáp này lành tính thì có thể bắt nguồn từ các nguyên nhân như sau: chế độ ăn thiếu hụt iốt hình thành các bú giáp nhân, các mô tuyến giáp tăng sinh quá mức khiến cho các u lành phát triển nhanh chóng hình thành u lành do các nang giáp, hoặc là bệnh viêm tuyến giáp mãn tính dẫn đến các bú nhân, và các bú giáp đa nhân nhỏ hình thành các khối u lớn trong tuyến giáp. U lành tuyến giáp ở giai đoạn đầu thì thường sẽ không có những cái biểu hiện rõ rệt, thậm chí là khối u xuất hiện và biến mất trong một cái thời gian mà bệnh nhân không hề cảm thấy được.
Và khi các khối u phát triển lớn hơn, người bệnh có thể sẽ cảm nhận được, sẽ sơ thấy được hoặc là có những cái biểu hiện như sau. Sơ thấy khối u bướu nổi trên vùng cổ nhưng những cái khối u này lại không đau. Vùng cổ bị sưng lên, to bằng quả trứng gà, quả ổi hoặc thậm chí là to hơn. Khối u đè vào khí quản, thực quản gây ra triệu chứng khó nuốt, nuốt bị nghẹn. Trong một số trường hợp, khối u lành tính sản sinh ra hóc môn T3, T4 nhiều hơn bình thường. Khi đó thì bệnh biểu hiện thành cường giáp. Người bệnh giảm cân nhanh chóng, không rõ nguyên nhân, tăng tiết mồ hôi, run rẩy khi làm việc, sinh hoạt, tim đập nhanh, loạn nhịp, cảm giác buồn nôn bất chợt xảy ra. Và với bệnh u giáp lành tính thì có thể được xem là không nguy hiểm và có thể có những cái biện pháp điều trị dễ dàng. Tuy nhiên nếu như bệnh ở giai đoạn đầu thì bệnh nhân sẽ được các bác sĩ nội tiết khuyên là theo dõi vì có thể là khối u cũng tự biến mất. Thế nhưng bệnh nhân cần phải tái khám một cách đều đặn để có thể theo dõi sự phát triển của khối u. Nếu như khối u nhỏ đi thì bệnh nhân sẽ được theo dõi tiếp và không cần chỉ định can thiệp. Còn nếu như khối u có to lên về kích thước hoặc là không có dấu hiệu nhỏ đi thì khi đó cần có sự giúp đỡ của các bác sĩ. Tuy nhiên, người bệnh không nên vì thế mà chủ quan cần phải thăm khám định kỳ để có những phương pháp điều trị kịp thời. Khi mới đây đã Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, thành phố Hà Nội cũng đã cho biết vừa phẫu thuật cắt một khối u tuyến giáp khổng lồ như phóng sự mà chúng tôi cũng đã gửi tới quý vị ở phần đầu chương trình. Chúng ta thấy rằng là rất may mắn là khối u đã không để lại những ảnh hưởng quá lớn đến cho người bệnh. Tuy nhiên, chúng ta cần phải có những cái sự chuẩn bị kỹ càng về mặt sức khỏe cũng như là nền tảng sức đề kháng của chúng ta nữa. Bởi vì là dù là một khối u được chỉ định là u lành nhưng nó vẫn có thể phát triển và vẫn có thể để lại những cái di chứng. Trước khi là khối u thì nó sẽ có những cái nguyên nhân, ví dụ như là những người mà giống như nhà Hồng Quyên nó gọi là nó bị viêm cái tuyến nhầy á, ở trong cái phần tuyến giáp của mình thì nó sẽ dẫn tới bị u tuyến giáp. Hai nữa là trong đội ngũ MC của chúng tôi cũng có những người, có một người bị đã từng cường tuyến giáp, bạn ấy phải chữa trị một thời gian cũng rất là dài và ảnh hưởng sức khỏe rất lớn, và yêu cầu của bác sĩ lúc đó là phải làm sao giảm bớt căng thẳng trong công việc. Nhưng mà thực sự quý vị biết làm cái công việc này nếu mà nói bớt căng thẳng nó khó lắm, nên mới nói là chúng ta phải lựa chọn một trong hai khi mà bị sức khỏe, và mình phải lường xem là cái u tuyến giáp hay là cái cường tuyến giáp hoặc là mình đang bị viêm tuyến giáp đó, nó nặng tới đâu. Bạn ưu tiên sức khỏe hay công việc hay cái gì thì đó là sự lựa chọn. Nhưng mà hỏi Quyên cách dự phòng thì Quyên có thấy như vậy nè. Người ta đồn với nhau á, để tránh bị tuyến giáp á, thì đừng có ăn rau cải. Nhưng mà cái này là bậy nha, rất nhiều người hỏi luôn. Nhưng mà Quyên đảm bảo các bạn là phải ăn uống đầy đủ. Đặc biệt là những người nào mà thứ nhất, các bạn có thể ăn muối, ăn rất đậm, nhưng mà trong muối đó nó không có thành phần iốt. Thì đó là lý do mà bạn có thể bị tuyến giáp. Cái thứ hai, mấy chị em phụ nữ nào mà cái tính cách sáng nắng chịu mưa chưa ở mức đó, thì kiếm cái gì để cho nó ổn định cái hóc môn của mình, cái chu kỳ kinh nguyệt của mình, thì đảm bảo là mình sẽ đỡ bệnh. Thì đó là một trong những điều mà Quyên biết đối với phụ nữ. Tại vì phụ nữ nó sẽ dễ bị hơn nam giới. Và lúc này khi mà Quyên đang giận, có mấy anh ngoài kia có ghẹo Quyên là ráng mà sớm sớm lấy chồng sinh con. Quyên biết những người đó cũng có nguy cơ là sẽ dễ bị tuyến giáp hơn, nhưng mà cũng có cách để mình chăm sóc sức khỏe. Chỉ cần yêu đời là Quyên thấy mấy người đó ít khi bị tuyến giáp lắm. Hoặc là khi mà chúng ta lỡ chẳng may bị mắc bệnh nhưng mà chúng ta yêu đời thì cũng giúp cho cái việc mà chúng ta chữa trị nó có hiệu quả hơn. Tại vì khi mà chúng ta vui vẻ thì cái dopamine trong não của mình sản sinh ra cũng nhiều hơn, và khi mà mình cảm thấy là tích cực trong cái việc mà điều trị bệnh của mình thấy có ánh sáng ở dưới đường hầm đó, thì mình cũng sẽ nâng cao được chất lượng cuộc sống hơn. Và cũng có một thông tin vui cho những người mà chẳng may bị mắc u tuyến giáp là, thưa quý vị, hiện nay cái tỷ lệ chữa thành công u tuyến giáp đã lên đến con số là 90-100%. Theo các bác sĩ và các chuyên gia, nếu như khối u nhỏ, người bệnh có thể dùng thuốc điều trị, theo dõi thường xuyên. Tuy nhiên thì nếu như kích thước khối u lớn, người bệnh cần phải có sự can thiệp của phẫu thuật. Bên cạnh các phương pháp phẫu thuật truyền thống như là mũ nội soi, mũ mở, ngày nay thì phương pháp điều trị can thiệp không cần phẫu thuật đang ngày càng được đánh giá cao hơn. Điều trị u giáp bằng sóng cao tần là một trong những ví dụ điển hình. Và bệnh tuyến giáp thì có rất là nhiều những cái loại hình bệnh khác nhau, có khá là đa dạng nữa. Ở mỗi đối tượng thì cũng sẽ có những cái biểu hiện lâm sàng khác nhau. Không những thế mà các triệu chứng của bệnh thì thường không rõ ràng, nên là bạn hoàn toàn có thể tự phòng tránh được thông qua những cách thức sau đây. Đó là lên những thực đơn với chế độ ăn uống của mình thực sự lành mạnh và đa dạng về mặt thực phẩm. Đặc biệt nên ăn nhiều rau xanh hoặc các loại trái cây để có thể cân bằng về hormone tuyến giáp. Bên cạnh đó thì hãy tập thể dục thường xuyên nếu có thể để nâng cao sức khỏe, tăng cường sức đề kháng và hệ miễn dịch, vì khi cơ thể khỏe mạnh thì sẽ giúp chúng ta chống chọi lại được với bệnh tật là cũng như các bệnh lý liên quan tới tuyến giáp. Và hãy thực hiện một lối sống khoa học nhất có thể,
đó là ngủ sớm hoặc là đúng giờ, hoặc là không sử dụng những loại chất kích thích như là rượu bia, các đồ uống có cồn vân vân. Bên cạnh đó thì cũng không nên ăn quá nhiều những món đồ mà chiên rán hay là nhiều dầu mỡ, để giúp cho cơ thể của chúng ta sẽ thực sự là xanh và có thực một cái thể trạng tốt nhất để có thể chống lại những bệnh tật. Ngoài ra thì phụ nữ cũng nên bổ sung nhiều hơn với iốt để phòng ngừa nguy cơ biến chứng. Và nếu như với những chị em phụ nữ mà đang có em bé, đang có bầu thì cũng hoàn toàn bổ sung iốt để có thể giúp cho thai nhi phát triển khỏe mạnh hơn. Ngoài ra thì cách tốt nhất đó chính là chúng ta nên đi thăm khám thường xuyên để có thể biết được những nguy cơ mà chúng ta có mắc bệnh hay là không. Và nếu như đang có mắc bệnh thì cũng cần kiểm tra xem là khối u của chúng ta đang ở giai đoạn nào, hay là ở mức độ nào, có nguy hiểm hay là không, để có được những phương pháp điều trị kịp thời. Hy vọng rằng là với những thông tin mà ngày hôm nay tiểu mục Khỏe hơn đẹp hơn của chúng tôi mang lại cho quý vị khán giả thì chúng ta cũng có thể yên tâm hơn phần nào trong việc điều trị cũng như là hiểu rõ hơn về căn bệnh u tuyến giáp.